anh em đã đến với kênh YouTube của Thiệp ZX Vlog nha. Hôm nay mình có vào làm hộ cái con máy này thì cùng chung một chủ máy thôi anh em ạ. Thì hôm nay mình có vào làm hộ con máy này, trong này làm mặt bằng cái ruộng này anh em ạ, vì nó không bằng nên là hôm nay mình sẽ vào làm hộ cái mặt bằng này. Thì là thôi thì hôm nay vào hộ thì mình sẽ làm một video về trải nghiệm con ZX, con Hitachi Zaxis 75 US đời 2008 nhá. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm cùng nó một ngày, bởi vì từ lúc ông chủ mình mua về ấy, thì là mình chưa được ngồi lái ngày nào nhá, bởi vì mình đang lái con 75 UR của mình kia. Zaxis 75 UR nhá. Thì đấy. Nói chung là máy thì anh em mình cũng đăng lên kênh của mình thì anh em cũng đã biết rồi. Chi tiết của nó thì đấy, còn hôm nay thì mình sẽ đánh giá về cảm giác lái các kiểu nhá anh em nhá. Những anh em nào mà đã gặp con máy này rồi thì được lái máy này thì anh em sẽ biết đúng không? Đây là người lái máy này thì là cháu của ông chủ máy nhá. Mình sẽ đóng cửa vào. Trời miền Bắc hiện tại ở ngoài bên ngoài đang là 5 độ C anh em ạ. Đây. Rất là sạch sẽ nhá. Đây cảm giác lái này, cabin nói rộng. Một con máy Zaxis 75 US, một con máy 75 thì không thể đòi hỏi nào được nói rộng rãi như kiểu cabin máy 200 được đúng không em? Máy làm được 5400 giờ nữa nha anh em nhé. Đây, cabin khá là rộng rãi. Thì hôm nay mình sẽ lúc nữa mình sẽ vừa làm vừa đánh giá chi tiết. Đánh giá về theo cảm nhận của mình về con máy này nhé anh em nhé. Bắt đầu đi học nghề máy xúc ấy, tuy nó không phải là mới anh em ạ,
ghế này duỗi hết chân này, đạp đây rất là thoải mái nhá. Đây. Rất là thoải mái luôn. Vì công việc mình đang làm nên là